Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 19 tháng 12, Chư Tôn Giáo Phẩm Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban, viện, văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã đến Tổ đình Quốc Ân Kim Cang ở tỉnh Đồng Nai viếng tang cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Chánh, thành viên Hội đồng Chứng Minh vừa viên tịch. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Chánh, thành viên Hội đồng Chứng Minh, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chứng minh Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, khai sơn chùa Tỉnh hội, trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, kiến khai tuệ tĩnh đường Phật giáo Đồng Nai, đã thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 16 tháng 12 tại Tổ đình Quốc Ân Kim Cang, trụ thể 98 năm, 60 Hạ Lạp. Trước gia linh đường cố trưởng lão Hòa Thượng, Chư Tôn Giáo Phẩm đã thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ và cầu nguyện gia linh ngài cao đăng tự phẩm. Sau đó, Chư Tôn Đức đã hữu nhiễu kim quan, tiễn biệt vị giáo phẩm có nhiều đóng góp lớn lao cho giáo hội, Phật giáo tỉnh Đồng Nai, đồng thời viết sổ tang phân ưu của môn đồ Pháp Quyến.